cách mạng cần gạo nhiều để đánh đi sống bò bò sống cối màu kê. Dạ nó không mệt ở đằng kia. À, hát cái này nó không mệt bằng ở cái kia. Anh em Lọc Xanh tiến hành giao chiếc loa Isophone IP9900 cho anh Tháp ở thôn Thông Lộc, xã Cổ Thành, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Cháu chào chú Tháp. Nhà chú to hơn dưới sự tưởng tượng của anh em. To gì? To quá. Các bạn ở dưới Hải Dương đất rất rộng luôn. Nhưng mà tại sao chú không làm cái trụ cổng nó to ra tí? Thực ra là chú tính toán cả, là chú làm cái cổng vừa đủ cái xe của bọn cháu đi qua. Hay là chú cố tình để thế để thử tay nghề của anh em Loa Cáo Xanh đây. Đấy, vừa vợ ra ngoài chỉ đưa cái bố bao kia mượn thêm tiền kìa. À. Đấy cô đấy ạ. Bảo sao cho chưa đi hỏi đã thấy chỉ vào nhà chú Tháp vào trong này. Hóa ra là cô. Thế là có nghĩa là chú thích mua loa nhưng mà cô thì lại là người đi vay tiền thêm cho chú. Ô thế tại sao lại tuyệt vời thế nhỉ? Cháu hướng dẫn chú kết nối Bluetooth nhé. Thì cái này mặc định của nó bật lên ấy. Là nó sẽ có 5 chế độ này. Trong đó Bluetooth là đang nháy này, là chưa kết nối này. Nếu mà kết nối xong nó sẽ ngừng nháy. Thì bây giờ chú vào trong điện thoại. Chú vào Bluetooth. Đấy, chú tìm tên của nó là PSKX8 này. Đã kết nối này. Đấy, cái chữ này nó ngừng nháy này. Ở đây là ngoài trời sáng nắng nên nhìn nó hơi khó nhìn. Nhưng vào nhà chú nhìn rất là dễ thôi. Còn cái vang này thì chú chỉnh cho cháu 3 cái này nhá. Cái này là âm lượng của nhạc này, âm lượng của mic này. Cái này là vang nhại. Còn bên dưới thì cục đẩy thì chú có để 50%, tức là góc 12 giờ. Giờ này test to không sao không chú? Chẳng sao. Tật ra luôn nhá. Kiểu như đám cưới đi. Thử cho nó kẹt xem. Ra thế này ra để mẹ biết tại chết chả. Chú Tháp biết đến Loa Cáo Xanh bọn cháu lâu chưa? Ui giời ơi. Đã mở rồi, thế này quý là cứ mở đâm vợ lóng ruột. Cứ mở ngày nào cũng mở xem đâu. Ngày nào cũng mở xem cho vợ lóng ruột. Cô không chịu được đúng không? Và sao mới thôi thổi điện thoại. Thế cuối cùng là người tìm hiểu đầu tiên là chú, thế người chốt là cô hay là chú? Cô chốt. Đấy, cháu đoán ngay mà. Chú không phải, đấy là chú đang chơi cái đòn đấy, là đòn cao đòn đấy. Mưa rầm thấm lâu ấy. Ờ đúng rồi. Cứ mỗi hôm một tí, mỗi hôm một tí. Mỗi hôm xem một tí chứ. Xót ruột chẳng mở cái gì, đồng chí mở nó sẽ. Thế là cô bảo là, ôi tôi mua cho ông cho xong thì cho ông cần quan tâm đến tôi tí. Kế đấy, kế của chú đấy. Đây chỗ để đây là mới được khoảng 30-40% rồi đấy. Chú là chú cố tình chơi cái đòn đấy để bắt cô là phải đủ tiền để chú lấy về đấy. Thế là nhà mình thì được cả cô cả chú đều đam mê ca hát đúng không? Thế còn gì bằng nữa? Tôi có cái bé bé. Nó bị hỏng của ông đi rồi. Vâng. Thế này nhìn suốt từ thời đấy rồi. Người ta bảo thế gian được vợ hỏng chồng, nhà cô chú được cả ông lẫn bà này thì còn gì bằng nữa. Cô xem đúng không? Cô kiểm tra xem đúng như quảng cáo không? Cô xem đây, hôm nay trời sáng nhá. Hôm nay còn nhiều người ta. Dạ vâng, hôm nay cô kiểm tra đi cho. Cô kiểm tra đâu, hôm nay trời sáng rồi cho nó kiểm tra cho nó chính xác. Bọn cháu cháu hàng đấy. Quảng cáo mà đang bán một nẻo là chết. Còn thực sự là những người mà bỏ ra 22.6 triệu mà mua con này thì phải nói là nó phải nhiều yếu tố đấy. Một là có tiền, hai là chịu chơi, ba là có cái đôi tai mình thẩm âm để mình đánh giá được chất lượng của nó, xem nó xứng đáng để mình bỏ tiền ra mình mua hay không. Chứ bình thường mà cô chú mà bảo là bây giờ tự nhiên bỏ ra hơn 20 triệu mua một cái loa cũng chỉ để nghe nhạc để hát thôi thì 1-2 triệu cũng được rồi đúng không? Cái 1-2 triệu cũng hát được rồi. Vẫn thiếu yếu tố nữa. Yếu tố thứ tư là tin tưởng. Không ai bỏ đúng tiền như thế là mà để mới đâu. Chuẩn luôn. Phải không cô? Ừ, cũng tin tưởng, thấy bán nhiều chỗ. Thì thông thường cái này nhà sản xuất người ta khuyến nghị là mình cứ để 50 thôi. Sau đó chú chỉnh cái trên này này. Vì cái trên này nó đã rất là to rồi. Chỗ này thì mua, còn nhà thì cứ mọi người tham gia là cứ cái loa mà tách ấy, nhớ thì nó vầy ông bảo để lắm thứ, đông gọn. Loa dàn ạ. Loa dàn. Thực ra thì cái này nó chính là một cái dàn, nhưng mà nó ghép vào đây cho nó gọn, dùng nó tiện. Kia là kiểu nó tách ra từng cục từng cục thôi nhở. Đúng rồi. Sau mỗi một lần mình mà muốn mang đi đâu ấy, dỡ ra nó lịch kịch. Ê, cho đồng chí này test thử bài, vẫn là trên kia vẫn cầm hát đi. Chúng cháu test thì nó lại thì bình thường quá, chúng cháu là cho muốn cô chú test thì chú chỉ cần sự bình thường thôi à? Được, thế là anh Hùng hãy thể hiện sự bình thường. Cái mic này thì khi mà cô chú hát thì mình để xa xa miệng ra, đừng để gần quá, tại vì là cái dòng mic này nó hút rất là tốt.
Nếu mình để gần quá là cái tiếng hát nó dễ bị to quá. Những cái mic mà nó kém thì người ta sẽ để gần, nhưng mà mic tốt thì mình cứ để xa ra. Như cô chú nhìn như kiểu ca sĩ người ta hát không được để gần đâu. Nó để tầm để như này này. Đồ của người ta tốt thì đồ mình đọc đồ để ôi để sát một góc mắt đẹp lên. Đấy. Đấy chú hát chú để chú thử. Chú thử thực tế luôn này. Đấy chú nói thử vào xem. Alo, 1 2 3 4 alo. Để rất xa, nếu mình hát to mình để rất xa là nó bắt được rồi. Cô thử xem, cô thử xem. Cô cứ đeo khẩu trang của khăn nó không phải bỏ ra. Cô hát luôn đi, chú ủng ngọ cho cô để cho chọn cho cô nhá. Tiếng cười vui dù vang ve, có ai đi về phía những hàng cây. Người đô đê cùng nghe khúc nhạc hay, nhạc vang đây cùng nhịp tiếng bằng trời. Cô thấy mic của nó ổn không cô? Mic gì ổn thôi, hát cho quen. Cô còn ngại. Cô ơi, cứ để tối cô chú hát với nhau cho nó quen. Đúng rồi. Phải để tối cô chú hát xong ca mới quen. Quả này vợ chồng tình cảm khăng khít lại càng khăng khít đây. Miền Trung đất tôi khổ xa, miền Trung rất quá nhiều đời qua. Tình yêu cho trọn tình đôi, khi mưa nắng đau các bạn tình ơi. Dù cho anh ngày xa rồi, miền Trung vẫn thương cho. Dạ. Nó không mệt ở bằng kia. À hát cái này nó không mệt bằng ở cái kia. Hát cái là gì của mình là mệt hơn cái mic này nhẹ được. Cháu bảo này, cái này không chỉ có hát đâu mà các cô bây giờ có tuổi chịu khó mà tập aerobic ấy. Lên mà kia mà. Đấy. Nó làm cái. Cứ bật aerobic nhảy nhót là khỏe người lắm. Em ơi có phải ngoài trời đang mưa? Em ơi có phải trời đã sang đông? Mùa đông sắp tăng, anh đang chờ. Mùa đông ái ân, anh đang tìm. Tìm màu áo cưới cho em. Chú thấy loa này làm loa đám cưới ok không chú? Cái này bọn này cho nó hát này tè mồm này. Loại bé thì mẹ nó gào thì cháy thì loại này thì thoải mái. Loại này chú có gọi đến không có sức để gào. Ê, mà trước khi chú ở trong bạn này mua cái thế này có bao nhiêu? Hả? Có 2 triệu bạc thế này về nó uống rượu xong nó vào nó gào luôn thế này. Cái là cháy úa rồi. Những cái này nhá, nếu như mà kể cả uống rượu xong nhá, nếu mà ai muốn nhảy chú bảo thắt dây an toàn trước khi nhảy. Đó. Không đến lúc tim mới nhảy khôi ra khỏi lồng ngực ấy là rất vất vả luôn. Nói chung cái này nó phóng nó ác vậy. Đấy mới chỉ chơi 50% thôi chú ạ. Lục lục 1 2 2 6 7. Lục 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 1 2 2 6 7. 50 mét luôn. 2 2 3 4. Nữa đi nữa thế nào. Đấy, nó phải tầm phải 6 7 mét. 1 2 2 3 6 7 mét đấy. Mới bắt được. Lục lục lục. Phải 6 7 7 mét. Cô hôm nào chú ơi, hôm nào mà trời nó nắng to chú lại mang ra cái này phơi cho nó cháy tòi đi. Xem đến bao giờ nó cháy. À cái già này mà cô vừa bảo là hát cái trong kia nó nặng quá đấy chứ. Ba cái này công tắc nguồn thì thôi mình không cần đến, nó mới rút cái giật tổng ra. Con nào mà chú dùng nó chú rút cái tổng này ra là xong rồi, đỡ phải bấm ba cái này. Bởi vợ hay tốt tiện lắm. Không cần tắt đâu. Thứ hai là chú chỉ quan tâm với cháu là nếu như mà nó ở chế độ khác ấy, thì chú bấm nút cái nút input này. Nó chuyển vào đúng cái chữ Bluetooth thì chú bắt được Bluetooth. Thế chẳng hạn như đang kết nối với cái này mà chú muốn kết nối với cái tivi thì bắt buộc chú phải tắt cái Bluetooth ở đây đi. Để cái này nó nháy trở lại. Sau đó thì vào tivi kết nối. Thế còn chỉnh cái này thì cháu vừa bảo chú rồi. Cái này là nhạc, cái này là mic, cái này là hiệu ứng vang nhại. Còn cái mic ở trên thì không cần chỉnh. Trừ trường hợp nếu mà nhà có trẻ con hoặc là có ai đấy mà quên bấm cái nút này nó lệch tần số đi ấy. Thì chú bật mic lên. Cách dò lại này. Bật mic lên cho đèn nó sáng này. Sau đó chú dí nút set này. Dí nút set để màn hình nó sẽ nháy cái chuyện cái chữ PAIR nháy cái. Thì chú trỏ cái màn hình này vào cái đèn IR này hồng ngoại này. Là nó quét tần số để bắt lại với con này. Đó. Lúc nào có vấn đề thì chú gọi điện cho hướng dẫn cũng được. Không đấy là phòng thôi. Rồi có gì gọi cháu cũng được cho nó dễ. Có mấy cái đơn giản thôi. Đây cô ạ, thực ra cái này nó không phải là bảo hành mà nó là cái phiếu xuất kho bình thường thôi. Thế còn nếu bảo hành thì cháu bảo hành trong số điện thoại này này. Thì cô chú cứ lấy cái số này gọi điện đến cho cháu. Thì đúng cái số này là nó sẽ ra tên của chú. Rồi là địa chỉ, rồi là thời gian. Vâng, đấy cứ gọi cho cháu. Cái giấy thì mất không sao cả đấy, nó chỉ là hình thức thôi. Vâng. Số điện thoại trong TV cũng có rồi. Đúng rồi. Dạ vâng, cháu xin.